241 Vào lúc bấy giờ, gia chủ Anatha Pindika có người vợ là em gái của nhà đại phú ở thành Rajagaha. Khi ấy, gia chủ Anatha Pindika đã đi đến thành Rajagaha vì công việc cần làm nào đó. 242 Vào lúc bấy giờ, nhà đại phú thành rajagaha đã thỉnh mời hội chúng có đức phật đứng đầu vào ngày hôm sau khi ấy nhà đại phú thành rajagaha đã sai bảo đám tồi tớ và người làm công rằng này các người chính vì việc ấy các người phải thức dậy thật sớm nấu cháo nấu thức ăn chuẩn bị các món canh chuẩn bị các món ăn ngon 243 Khi ấy, gia chủ Anatha Pindika đã khởi ý điều này. Trước đây, mỗi khi ta đến, gia chủ này bỏ hết mọi công việc và đã trò chuyện với mình ta thôi. Sau hôm nay, ông ta có vẻ khẩn trương, đã sai bảo đám tồi tớ và các người làm công rằng Này các người, chính vì việc ấy, các người phải thức dậy thật sớm, nấu cháo, nấu thức ăn, chuẩn bị các món canh, chuẩn bị các món ăn ngon. Không lẽ vào ngày mai gia chủ này có đám rước dâu hay là có đám đưa dâu, hay là sắp xếp cho buổi đại lễ cúng tế, hay là có mời thỉnh đức vua Seniya Bimbi Sara xứ Magadha cùng với đội quân binh. 244. Khi ấy, sau khi sai bảo đám tôi tớ và các người làm công xong, nhà đại phú thành rajagaha đã đi đến gặp gia chủ anatha pindika sau khi đến đã chào hỏi gia chủ anatha pindika rồi ngồi xuống ở một bên gia chủ anatha pindika đã nói với nhà đại phú thành rajagaha đang ngồi một bên điều này này gia chủ trước đây mỗi khi ta đến ông bỏ hết mọi công việc và đã trò chuyện với mình ta thôi sao hôm nay ông có vẻ khẩn trương đã sai bảo đám tồi tớ và các người làm công rằng này các người chính vì việc ấy các người phải thức dậy thật sớm nấu cháo nấu thức ăn chuẩn bị các món canh chuẩn bị các món ăn ngon này gia chủ không lẽ vào ngày mai ông có đám rước dâu hay là có đám đưa dâu hay là sắp xếp cho buổi đại lễ cúng tế, hay là có mời thỉnh Đức vua Seniya Bimbi Sara xứ Magadha cùng với đội quân binh. Này gia chủ, không phải tôi có đám trước dâu, cũng không có đám đưa dâu, cũng không có mời thỉnh Đức vua Seniya Bimbi Sara xứ Magadha cùng với đội quân binh. Nhưng mà tôi sắp xếp cho buổi đại lễ cúng dường vào ngày mai hồi chúng có đức phật đứng đầu đã được thỉnh mời này gia chủ có phải người nói đức phật ồ gia chủ tôi nói là đức phật này gia chủ có phải người nói đức phật ồ gia chủ tôi nói là đức phật này gia chủ có phải người nói đức phật ồ gia chủ tôi nói là đức phật này gia chủ cái âm này thật khó được nghe ở thế gian. Đó là từ Đức Phật. Này gia chủ, vào giờ này ta có thể đi đến để diện kiến Đức Thế Tôn ấy là bậc A à La Hán chánh đẳng chánh giác không vậy? Này gia chủ, không phải lúc rồi, giờ này không thể đi đến để diện kiến Đức Thế Tôn ấy là bậc A à La Hán chánh đẳng chánh giác đâu. Để đến sáng sớm ngày mai dượng sẽ đi đến để diện kiến đức thế tôn ấy là bậc a-la-hán à chánh đẳng chánh giác vậy. 245 khi ấy gia chủ anatha pindika nghĩ rằng sáng sớm ngày mai ta sẽ đi đến để diện kiến đức thế tôn ấy là bậc a-la-hán à chánh đẳng chánh giác vậy, rồi đã nằm xuống với niệm tưởng về đức phật. Ông đã thức giấc trong đêm ba lần, nghĩ rằng trời đã sáng. Sau đó, gia chủ Anatha Pindika đã đi đến cửa thành dẫn đến khu rừng Sita. Các phi nhân đã mở cửa thành. Khi ấy, ánh sáng đã biến mất, bóng tối đã xuất hiện. Nỗi sợ hãi, rung rẩy, lòng tốc dựng đứng đã sanh khởi đến gia chủ Anatha Pindika khi đang đi ra khỏi thành. Chính vì thế, đã có ý muốn quay trở lui. 246. Khi ấy, già dạ xoa Shivaka không có hiện hình, đã nói lời rằng: Trăm voi và trăm ngựa, trăm xe kéo bởi lừa, trăm ngàn cô thiếu nữ, điểm trang, ngọc hoa tai. 16 lần như thế, không bằng một bước đi. Này gia chủ, hãy bước tới. Này gia chủ, hãy bước tới. Việc bước tới thì tốt đẹp cho người, không có việc quay lui. 247 Khi ấy, bóng tối đã biến mất và ánh sáng đã hiện ra. Việc đã sanh khởi cho gia chủ Anatha Pindika là nỗi sợ hãi, run rẩy, lòng tóc dựng đứng việc ấy đã được lắng xuống đến lần thứ nhì ánh sáng đã biến mất bóng tối đã xuất hiện nỗi sợ hãi run rẩy lòng tốc dựng đứng đã sanh khởi đến gia chủ anatha Bindika khi đang đi ra khỏi thành chính vì thế đã có ý muốn quay trở lui đến lần thứ nhì già dạ xoa shivaka không có hiện hình đã nói lời rằng Trăm voi và trăm ngựa, trăm xe kéo bởi lừa, trăm ngàn cô thiếu nữ, điểm trang ngọc hoa tai. Mười sáu lần như thế, không bằng một bước đi. Này gia chủ, hãy bước tới. Này gia chủ, hãy bước tới. Việc bước tới thì tốt đẹp cho người, không có việc quay lui. Đến lần thứ nhì, bóng tối đã biến mất và ánh sáng đã hiện ra việc đã sanh khởi cho gia chủ anatha pindika là nỗi sợ hãi run rẩy lòng tóc dựng đứng việc ấy đã được lắng xuống đến lần thứ ba ánh sáng đã biến mất bóng tối đã xuất hiện nỗi sợ hãi run rẩy lòng tóc dựng đứng đã sanh khởi đến gia chủ anatha pindika chính vì thế đã có ý muốn quay trở lui Đến lần thứ ba, dạ xoa Shivaka không có hiện hình đã nói lời rằng Trăm vòi và trăm ngựa, trăm xe kéo bởi lừa, trăm ngàn cô thiếu nữ, điểm trang ngọc hoa tai Mười sáu lần như thế, không bằng một bước đi Này gia chủ, hãy bước tới, này gia chủ, hãy bước tới Việc bước tới thì tốt đẹp cho người, không có việc quay lui Đến lần thứ ba, bóng tối đã biến mất và ánh sáng đã hiện ra. Việc đã sanh khởi cho gia chủ Anatha Pindika là nỗi sợ hãi, run rẩy, lòng tốc dựng đứng. Việc ấy đã được lắng xuống. Sau đó, gia chủ Anatha Pindika đã đi đến khu rừng Sita. 248 Vào lúc bấy giờ, sau khi thức dậy vào canh cuối của đêm, Đức Thế Tôn đi kinh hành ở ngoài trời. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy gia chủ Anatha Pindika ấy từ đằng xa đang đi lại. Sau khi nhìn thấy, Đức Thế Tôn đã rời đường kinh hành đi đến ngồi ở chỗ ngồi được sắp đặt sẵn. Sau khi ngồi xuống, Đức Thế Tôn đã nói với gia chủ Anatha Pindika điều này. Này Sudatta, hãy đi đến. Khi ấy, gia chủ Anatha Pindika nghĩ rằng Đức Thế Tôn gọi ta bằng tên nên đã mừng rỡ, phấn chấn đi đến gần Đức Thế Tôn. Sau khi đến đã quỳ xuống đê đầu ở hai bàn chân của Đức Thế Tôn và đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, chắc hẳn rằng Đức Thế Tôn đã nghỉ ngơi được thoải mái. 249. Đúng thế, kẻ phạm hạnh đã chứng ngộ niết bàn, luôn nghĩ người thoải mái, người không vấy tình dục, bình thản không chấp thủ. Khi đoạn lìa các dục, vì ấy điều phục được các nỗi khổ trong tâm, tĩnh lặng nằm thoải mái, tâm chứng đạt niết bàn. 250. Sau đó, Đức Thế Tôn đã thuyết pháp theo thứ lớp đến gia chủ Anatha Pindika, tức là Ngài đã giảng giải bài thuyết về bố thí, bài thuyết về giới cấm, bài thuyết về cõi trời, sự ô nhiễm hạ liệt tai hại của các dục, sự lợi ích của việc xuất ly. Khi Đức Thế Tôn biết được tâm của gia chủ Anatha Pindika đã sẵn sàng, dễ uống nắng, không còn chứng ngại Hướng thượng, tĩnh lặng. Ngài đã phô bày pháp thuyết giảng đã được chư Phật khai mở là khổ, tập, diệt, đạo, cũng giống như tấm vải sạch chưa bị vết nhơ, có thể nhuộm màu một cách trọn vẹn. Tương tự như thế, ngay tại chỗ ngồi ấy, pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi đến gia chủ Anatha Pindika. Điều gì có được bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy có bản tánh hoại diệt. 251. Sau đó, khi đã thấy được pháp, đã thành tựu pháp, đã hiểu được pháp, đã thấm nhuần pháp, hoài nghi đã không còn, sự lưỡng lự đã dứt hẳn, đã thành tựu niềm tin vào giáo pháp của bậc đạo sư không còn cần sự trợ duyên của người khác. gia chủ anatha pindika đã nói với đức thế tôn điều này. bạch ngài, thật là tuyệt vời. bạch ngài, thật là tuyệt vời. bạch ngài, giống như người có thể lật ngửa vật đã được ấp lại, mở ra vật đã bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc lối. đem lại cây đèn dầu nơi bóng tối, nghĩ rằng những người có mắt sẽ nhìn thấy được các hình dáng. Tương tự như thế, pháp đã được Đức Thế Tôn giảng rõ bằng nhiều phương tiện. Bạch ngài, con đầy xin quy y Đức Thế Tôn ấy, giáo pháp và hội chúng Tỳ Khưu. Xin Đức Thế Tôn chấp nhận con là nam cư sĩ đã được quy y kể từ hôm nay cho đến trọn đời. Bạch ngài, xin Đức Thế Tôn và hội chúng Tỳ Khưu nhận lời bữa trai phạn của con vào ngày mai. Đức Thế Tôn đã nhận lời bằng thái độ im lặng. Khi ấy, gia chủ Anatha Pindika hiểu được sự nhận lời của Đức Thế Tôn, nên đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. 252 Nhà đại phú thành Rajagaha đã nghe rằng, nghe nói Gia chủ Anatha Bindika đã thỉnh mời hội chúng có Đức Phật đứng đầu vào ngày mai. Khi ấy, nhà đại phú thành Rajagaha đã nói với gia chủ Anatha Bindika điều này. Này gia chủ, nghe nói, Dượng đã thỉnh mời hội chúng có Đức Phật đứng đầu vào ngày mai và Dượng lại là khách vãng lai. Này gia chủ, tôi cho Dượng tài chánh. Nhờ đó, dượng có thể thực hiện buổi trai phạn dần đến hội chúng có đức phật đứng đầu này gia chủ tôi có đủ tài chánh với số tài chánh ấy tôi sẽ thực hiện buổi trai phạn dần đến hội chúng có đức phật đứng đầu 253 Vị thị trưởng thành Rajagaha đã nghe rằng Nghe nói Gia chủ Anatha Pindika đã thỉnh mời hội chúng có Đức Phật đứng đầu vào ngày mai. Khi ấy, vị thị trưởng thành Rajakaha đã nói với gia chủ Anatha Pindika điều này. Này gia chủ, nghe nói ông đã thỉnh mời hội chúng có Đức Phật đứng đầu vào ngày mai và ông lại là khách vãng lai. Này gia chủ, tôi sẽ cho ông tài chánh, nhờ đó ông có thể thực hiện buổi trai phạm dần đến hội chúng có Đức Phật đứng đầu. Thưa Ngài, tôi có đủ tài chánh. Với số tài chánh ấy, tôi sẽ thực hiện buổi trai phạm dần đến hội chúng có Đức Phật đứng đầu. 254 Đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha đã nghe rằng nghe nói gia chủ Anatha Pindika đã thỉnh mời hội chúng có Đức Phật đứng đầu vào ngày mai. Khi ấy, Đức vua Seniya Bimbi Sara, xứ Magadha, đã nói với gia chủ Anatha Pindika điều này. Này gia chủ, nghe nói người đã thỉnh mời hội chúng có Đức Phật đứng đầu vào ngày mai và ngươi lại là khách vãng lai. Này gia chủ, trẫm sẽ giúp cho người tài chánh, nhờ đó Người có thể thực hiện buổi trai phạm dần đến hội chúng có Đức Phật đứng đầu. Tàu bệ hạ, thần có đủ tài chánh. Với số tài chánh ấy, thần sẽ thực hiện buổi trai phạm dần đến hội chúng có Đức Phật đứng đầu. 255 Sau đó, khi trải qua đêm ấy, gia chủ Anatha Pindika đã cho chuẩn bị sẵn sàng thức ăn thượng hạng loại cứng, loại mềm tại tư gia của nhà đại phú Thành Rajagaha rồi cho thông báo thời giờ đến đức Thế Tôn. Bạch ngài đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong. Khi ấy, vào buổi sáng, đức Phật đã mặc y, cầm y bát đi đến tư gia của nhà đại phú Thành Rajagaha. Sau khi đến đã ngồi xuống chỗ ngồi được sắp đặt sẵn cùng với hội chúng Tỳ khưu sau đó, gia chủ Anatha Pindika đã tự tay làm hài lòng và thỏa mãn hội chúng tỳ khưu có đức Phật đứng đầu với thức ăn thượng hạng, loại cứng, loại mềm. Đến khi Đức Thế Tôn đã thọ thực xong, bàn tay đã rời khỏi bình bát. Gia chủ Anatha Pindika đã ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, gia chủ Anatha Pindika đã nói với Đức Thế Tôn điều này bạch ngài xin đức thế tôn nhận lời con về việc an cư mùa mưa tại thành sa vách thì cùng với hội chúng tỳ khưu này gia chủ các đấng như lai chỉ thỏa thích ở trú xứ thành vắng bạch thế tôn con đã biết rõ bạch thiện thệ con đã biết rõ sau đó đức thế tôn đã chỉ dạy thức tỉnh khuyến khích và tạo niềm phấn khởi cho gia chủ anatha pindika bằng bài pháp thoại rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi 256. vào lúc bấy giờ gia chủ anatha pindika có nhiều bạn bè có nhiều cộng sự có lời nói uy tín khi ấy gia chủ anatha pindika sau khi hoàn tất công việc cần làm ấy ở thành Rajagaha, đã ra đi trở về thành Savatthi. Sau đó, trên đường đi, gia chủ Anatha Pindika đã bảo với dân chúng rằng: "Quý vị ơi, hãy xây dựng các tu viện, hãy cho thiết lập các trú xá, hãy chuẩn bị các vật cúng dường. Giờ đây, Đức Phật đã xuất hiện ở trên đời và Đức Thế Tôn ấy được tôi thỉnh mời sẽ đi đến bằng con đường này." Khi ấy, đám người ấy được cổ vũ bởi gia chủ Anatha Pindika, đã xây dựng các tu viện, đã cho thiết lập các trú xá và đã chuẩn bị các vật cúng dường. Sau đó, khi đã về đến thành Savatthi, gia chủ Anatha Pindika đã xem xét quanh thành Savatthi nghĩ rằng Đức Thế Tôn nên ngủ ở nơi nào đây? Đối với Ngài, chỗ ấy không nên xa làng mạc lắm cũng không quá gần, thuận tiện cho việc tới lui. Dân chúng có thể đi đến khi nào có ước muốn. Ban ngày không đông đảo, ban đêm ít tiếng động, không nhiều gió, tách biệt với dân chúng, thích hợp cho việc thiền tịnh. Gia chủ Anatha Pindika đã nhìn thấy khu vườn của vương tử Seta là không xa làng mạc lắm, cũng không quá gần, thuận tiện cho việc tới lui. Dân chúng có thể đi đến khi nào có ước muốn. Ban ngày không đông đảo, ban đêm ít tiếng động, không nhiều gió, tách biệt với dân chúng, thích hợp cho việc thiền tịnh. Sau khi nhìn thấy đã đi đến gặp vương tử Jeta. Sau khi đến, đã nói với vương tử Jeta điều này. Thưa công tử, hãy cho tôi khu vườn để xây dựng tu viện. Này gia chủ, khu vườn không thể cho, mặc dù với việc trải ra 10 triệu. Cô đi Santarena Thưa công tử, khu vườn đã được bán Này gia chủ, khu vườn chưa được bán Họ đã hỏi các viên đại thần lo việc xử án rằng Khu vườn đã được bán hay chưa được bán? Các viên quan đại thần đã nói như vậy. Thưa công tử, bởi vì giá cả đã được ngài quy định nên khu vườn đã được bán. Sau đó, gia chủ Anatha Pindika đã bảo chở tiền vàng lại bằng các xe kéo và cho trải 10 triệu tiền vàng ở Jetavana, khu rừng của Jeta. Tiền vàng chở lại một lần ấy, còn thiếu cho khoảng trống nhỏ xung quanh cổng ra vào. Khi ấy, gia chủ Anatha Pindika đã bảo dân chúng rằng, Này các người, hãy đi, hãy đem tiền vàng lại, chúng ta sẽ trải lên khoảng trống này. Khi ấy, vương tử Jeta đã khởi ý điều này. Theo như cách, vị gia chủ này hy sinh nhiều tiền vàng đến như vậy, thì việc này sẽ không là tầm thường đâu. Nên đã nói với gia chủ Anatha Pindika điều này. Này gia chủ, được rồi, ông không cần phải trải lên khoảng trống này nữa. Hãy cho ta khoảng trống đó, việc bố thí ấy sẽ là của ta. Khi ấy, gia chủ Anatha Pindika nghĩ rằng, Vương tử Jeta này thông minh, nhiều người biết tiếng, niềm tin trong pháp và luật này của những người có danh tiếng như thế, quả là điều kỳ diệu lớn lao. Nên đã nhường khoảng trống đó cho vương tử Jeta. Sau đó, vương tử Jeta đã cho dựng lên cổng ra vào ở khoảng trống đó. Sau đó, gia chủ Anatha Pindika đã cho xây dựng ở Jetavana các trú xá đã cho xây dựng các căn phòng đã cho xây dựng các cổng ra vào đã cho xây dựng các phòng hội họp đã cho xây dựng các nhà để đốt lửa đã cho xây dựng các nhà làm thành được phép đã cho xây dựng các nhà vệ sinh đã cho xây dựng các đường kinh hành đã cho xây dựng các gian nhà ở các đường kinh hành đã cho xây dựng các giếng nước đã cho xây dựng các gian nhà ở các giếng nước đã cho xây dựng các phòng tắm hơi, đã cho xây dựng các gian nhà ở các phòng tắm hơi, đã cho xây dựng các hồ trữ nước, đã cho xây dựng các mái che. Các mái che